JBL 2600. Loa này thì các bác không lạ gì, nhưng mà không phải bác nào được nhìn ruột gan bên trong của nó đâu. Hôm nay có một cái anh làng chống đội tam con nói có muốn lấy cặp này thì em sẽ bỏ ra cho bác xem sử dụng. Bát thì bát 16 màng giấy sáng dầu viền bút. Dòng này nó không ghi công suất được. Đây chắc chắc này màng titanium. Màng nó làm bằng titanium luôn đấy ạ. Thùng lót bông sợi thủy tinh. Phần tần nó đơn giản, không có gì cả. Cặp này thùng vách tạm chấp nhận được, ê căng thì rách. Trước em nhập thì cao nhưng mà ế lâu, em bán xả cặp này 3 triệu nha. Anh ở đội tam không lấy thì anh khác nếu có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Em sẽ có video làm lại về cái cặp loa này. Dạ rồi, cảm ơn các bác.